Và hiện tại thì em đang có mặt ở đại bản doanh của MK Acoustics, và đây là cái phòng test thử âm thanh của hãng, của công ty luôn đấy. Và anh em cùng nhau, cùng em đi tham quan một vòng nhé. Và đây là cái con súp MK SQ115, dòng súp cao cấp đỉnh cao luôn. Và em sẽ review cho anh em sâu hơn về những dòng súp cao cấp này của MK ở trong các cái clip tiếp theo nhé. Trong các clip vừa rồi thì em có review cho các anh cái con súp SK118 bát 50. Tuy nhiên thì tại vì sao mà em có chia sẻ là cái dòng bát 50 SK118 nó sẽ rẻ hơn con SQ115 này. Con SQ115 này hiện tại thì giá của nó là 16 triệu rưỡi, trong khi là SK là 15 triệu. Bởi vì cái dòng SQ này là cái dòng cao cấp mà dùng cho những không gian rất là VIP, phòng hát chuyên nghiệp luôn. Thì đây là hai con SQ15 inch và 18 inch. Và ở bên này thì chúng ta đang có một cái tủ máy với những cái cấu hình rất là cao cấp và những cái cục đẩy công suất cực kỳ khủng. Ví dụ như cái con đẩy ở dưới cùng mà đang đánh đây thì là cái con đẩy mà có khả năng đánh lên đến 1000W ở một kênh, và nó có thể đánh hai kênh, là hai con súp kép luôn. Hai kênh, mỗi kênh một con súp kép. Đó, và ở trên này thì là những cái thiết bị vang số này, mic không dây cao cấp này. Và đây là cái model cao cấp nhất trong cái phân khúc phòng hát MK G9. Thì em sẽ review cho các anh em chi tiết kỹ hơn ở các trong các cái clip tiếp theo, anh em đón xem nhé. Và các anh em đừng quên nhấn follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức nữa về những dòng âm thanh sản phẩm đẳng cấp trong mảng karaoke nhé.